Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Wendy Kim. Hôm trước mình đã có làm một video phát triển các mẫu tay áo từ tay áo cơ bản với phần các kiểu tay phong nhúng thì được rất là nhiều bạn yêu thích. Nên hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách phát triển một số mẫu tay áo từ phần tay áo cơ bản. Và đặc biệt là hôm nay mình sẽ làm về một số dạng tay áo có phần xếp ly nha. Ở đây mình đã có một phần tay áo cơ bản như thế này. Phần tay áo cơ bản mình cũng đã có video hướng dẫn thiết kế rập tay áo cơ bản nha. Mình sẽ để phần link ở dưới phần mô tả video nha. Bây giờ mình sẽ sang dấu phần rập này trước nha. Đây là đường trục chính giữa của phần tay áo nha. Kiểu đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn phần tay áo có một ly chùm ở giữa nha, tức là hai phần xếp ly nó sẽ gom vào giữa, thì tùy theo các bạn muốn có phần ly có độ chéo như thế nào. Các bạn sẽ đặt cây thước ở chính giữa như thế này, chia hai bên là bằng nhau, sau đó các bạn kẻ chéo xuống. Sau đó các bạn sẽ cắt rời phần rập này ra. Tiếp theo các bạn cũng sẽ cắt hai đường chéo này. Lưu ý là các bạn không cắt đứt nha. Này, các bạn sẽ cắt ra như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ dùng một tờ giấy khác như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt phần rập mà các bạn vừa cắt lên đây. Đầu tiên các bạn sẽ dán phần cạnh bên phía bên trái trước nha. Bạn sẽ dùng băng keo dán lại. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh cái góc này tùy theo các bạn muốn có phần ly bao nhiêu. Ví dụ các bạn muốn có phần ly là 6cm thì độ rộng mở ly này là 6cm. Đoạn này là 6cm nha. Sau đó các bạn cũng dán phần cạnh này lại. Sau đó các bạn sẽ cắt ra. Tiếp tục dán cạnh thứ 3. Và tương tự cũng điều chỉnh độ cong này. Ly này mình lấy là 6cm thì các bạn cũng chỉnh ly này là 6cm luôn nha. Bớt đoạn giấy thừa này đi. Sau đó mình sẽ gấp phần ly này lại. Các bạn sẽ gấp sao cho hai cạnh trùng nhau như thế này. Tương tự phía bên còn lại. Sau đó các bạn sẽ cắt rời phần thừa này đi. Và các bạn sẽ được một phần rập mới như thế này. Tiếp theo mình sẽ sang dấu rập và cắt trên vải nha. Các bạn nhớ đánh dấu đoạn xếp ly. Sau đó các bạn cắt rời phần vải này ra. Sau khi đã cắt rời xong, các bạn sẽ gấp phần ly giống như là mình đã đánh dấu ở đây. Mình sẽ dùng ghim để ghim lại. Đây, mình sẽ được phần tay áo như thế này. Các bạn có thể may một đường viền ở phía dưới, một phần nẹp, hoặc là các bạn sẽ may một lớp trong và gấp lại để tạo được một phần tay áo như thế này.
tiếp theo cũng từ phần rập lúc nãy. Nếu như mình là muốn làm có hai phần ly thì như thế nào? Thì tương tự các bạn cũng đặt cái thước sao cho hai phần hai bên là bằng nhau. Mình sẽ kẻ thêm một phần ly tiếp theo. Nhớ đặt hai bên đối xứng với nhau nha các bạn. Và mình cũng cắt rời phần này ra. Sau đó mình lại đặt một tờ giấy khác lên và tiếp tục dán cạnh phía bên này. Mình cũng tùy chọn phần độ rộng của ly. Ly lúc nãy mình lấy là 6cm thì ly này mình cũng lấy là 6cm nha. Mình cũng cắt bớt phần thừa. Tương tự dán phần cạnh còn lại. Sau đó mình cũng xếp ly lại. Và cắt đoạn thừa này đi. Ta sẽ được một phần rập mới như thế này. Tương tự mình cũng sẽ sang dấu rập lên vải để được một phần tay áo như thế này. Sau đó mình cũng sẽ xếp ly lại theo những đường mà mình đã đánh dấu. Sẽ được một phần tay áo như thế này. Và tùy theo các bạn muốn có bao nhiêu ly thì các bạn cũng làm tương tự như thế này nha. Các bạn có thể làm 3 ly, 4 ly ở đây cũng được. Tạo thành một phần tay áo lên như thế này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách phát triển một số mẫu tay áo từ tay cơ bản, đặc biệt là những phần tay áo xếp ly. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.